chân thước nhỏ, tay thì để chân tay làm gì? Cảm ơn người đã mát xa chúng ta 5 phút. Dưới này cho tay xuống eo nào. Dạ, bên này cho tay xuống eo nào. Đừng kết hợp gì chưa? Dạ. Rồi. Trình diễn say sưa đi, say sưa nào, say sưa nào anh chị ơi. Yeah. Yeah. Dùng tay đè hai bên anh. Đâu rồi? Vòng này tôi cần 4 người giữ bàn. Vâng. Hai đối thủ nhìn nhau. Cái làm tay nào cho anh? Hai tay à? Hai tay để công bằng thì hai tay, bởi vì anh lại chọn tay trái. Nhớ là nếu như tay nào của mình mà giữ được lâu thì đấy là một lợi thế, kể cả thua nhưng vẫn lợi thế. Nhớ nha. Tay phải trước hay tay trái? Hai anh nằm rồi, tay phải trước đúng không? Bấm rồi. Nào xin mời bạn đầu tiên chính giờ thôi ạ. Cùng ngồi thôi ạ. Nhớ nghe hiệu lệnh ạ. 3, 2, 1. Nhớ nghe hiệu lệnh ạ. Giữ lâu nhất có thể. Thua phải thua hiên ngang nhé. Vâng. Cố lên. Hai. Cố lên. Một. Thoáng ơi. Cố lên. Chưa được. Chưa được. Cố lên. Chưa được. Cố lên. Một tí nữa. Cố lên. Thôi rồi. Ba. Hai. Một. Cố lên. Cố lên. Giữ chân 10 giây thắng luôn, không cần thi đấu nữa. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Go ahead! Yeah!
và chúng ta thi đấu một chạy và bơi. Xin mời các anh chị di chuyển xuống đây ạ. Thu Âu Vinh lên trên đường và vòng về phía nhà Pha Vinh và đi xuống dưới đường này. Sau đó một người về đây bơi một vòng sang bên kia rồi vòng lại. Yêu cầu là vòng 3, 2, 1. We are number one. Yeah. Right. Yeah. Cảm ơn tất cả các anh chị em chiều nay đã chơi hết mình, quẩy hết mình và sống hết mình với những trò chơi.